Xin chào các bạn. Làm thế nào để biết được rằng là máy nước nóng năng lượng mặt trời loại tốt? Đây cũng là một câu hỏi mà rất là nhiều khách hàng băn khoăn muốn tìm câu trả lời. Thì hôm nay chúng tôi sẽ phân tích đánh giá để các bạn có thể nhận biết được đâu là một máy nước nóng năng lượng mặt trời loại tốt. Trước tiên chúng ta đi phân tích đánh giá về khung chân máy nước nóng năng lượng mặt trời. Ở trong video này, đây là một khung chân bằng inox bản loại tốt nhất và là loại đời mới nhất hiện nay. Khung chân này nó gồm có 3 chân, nó giúp cho máy nước nóng chịu tải trọng lớn. Chất liệu bằng inox giúp cho không bị ăn mòn rỉ sét. Thì đây được đánh giá là cái khung chân tốt nhất hiện nay. Như quý vị các bạn thấy trên màn hình video, tất cả đằng trước, đằng sau, bên hông đều có thanh giàng bằng inox giúp cho cái chân này được vững chắc hơn. Tiếp theo chúng ta đi đánh giá xem xét về bình bảo ôn của máy nước nóng năng lượng mặt trời. Bình bảo ôn của máy nước nóng năng lượng mặt trời là bộ phận rất là quan trọng. Trong video này các bạn thấy đây là bình bảo ôn được làm từ chất liệu inox, bên trong ruột là sút 304, bên ngoài là inox sáng bóng. Đây cũng là chất liệu được sử dụng phổ biến hiện nay. Form ruột bình bảo ôn thông thường được làm từ 55 cm là chuẩn, giúp cho thời gian giữ nhiệt được lâu hơn, lên tới 96 tiếng đồng hồ. Bồn bảo ôn chuẩn là bồn bảo ôn các lỗ mà được sản xuất nó không bị sai lệch nhiều, thì khi mình đưa cái ống hấp thụ thủy tinh vào nó không bị cấn. Đây cũng là cái lưu ý mà khách hàng nên xem xét. Yếu tố thứ ba cần xem xét đó là vật tư đường ống nước nóng đi kèm cũng cần phải đồ tốt. Đây là cái ống nước nóng PFR loại tốt nhất hiện nay, loại UV chống tia cực tím ngoài trời. Nó có hình màu đen ở bên ngoài như các bạn thấy. Đấy, đây là cái ống vật tư chất lượng tốt nhất hiện nay. Vấn đề thứ tư chúng ta cần đánh giá xem xét đó là ống hấp thu nhiệt bằng thủy tinh. Bây giờ là phải là cái ống mà lõi đỏ tím, bên trong nó màu đỏ, thì là cái loại mà hấp thụ nhiệt nhanh nhất hiện nay. Và thông dụng là trên thị trường đang xài là loại ống phi 58, dài 1,9 m. Như các bạn đang thấy là thợ đang kỹ thuật đang đưa cái ống thủy tinh vào trong bồn bảo ôn của máy nước nóng năng lượng mặt trời. Đây chính là cái ống hấp thụ nhiệt tốt nhất hiện nay nhé các bạn. Như vậy sau khi đánh giá 4 yếu tố để xem xét máy nước nóng năng lượng mặt trời loại tốt, gồm có chân máy nước nóng, ống thủy tinh thu nhiệt và bồn bảo ôn cộng với vật tư nước nóng đi kèm, thì chúng ta đã đánh giá và đưa ra được câu trả lời rằng đây chính là máy nước nóng năng lượng mặt trời tốt nhất hiện nay. Như các bạn thấy trong video, đây là một máy nước nóng năng lượng mặt trời tốt nhất đã được thợ lắp đặt hoàn chỉnh. Nếu các bạn thấy thông tin này hay và hữu ích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, like, share để có thể nhận được những video mới nhất từ chúng tôi. Và bây giờ xin chào và tạm biệt các bạn.